nhà cửa ở đây như đang di dời hết hết phải. Kiệt có tên là kiệt một Máng Cá Nhỏ. Đây khu vực đây là chắc là đồ Máng Cá. Đây có bức tường thành này, đây có hai cái trụ cộng vào nhà đây được đang dí dời đi thì phải. Tổ dân phố ủy ban phường Phú Bình. Hai lần đầu tiên đi trong cái ngõ kiệt Máng Cá đi ra thì bà con thăm Huế. Dạ, ở đây là phía sau chợ Phú Bình, đường Đào Duy Anh phía ngoài kia. Còn đây là một cái tổ dân phố mà cái kiệt có tên là Máng Cá Nhỏ đó mọi người. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Sáng nay chúng ta tiếp tục thăm Huế, ngang qua phố chợ này, chợ Phú Bình. Dạ, hôm nay nhiệt độ trên đường đã giảm xuống và kết thúc cái đợt nắng nóng vừa qua. Ngày hôm nay chỉ còn 30 độ C thôi mọi người. Dạ. Ngày hôm nay cũng là ngày 7 tháng 4 năm 2023. Dạ. Em vui đang ngang qua phố chợ để bà con thăm Huế, cập nhật chút tình hình. Đây là bến đò chợ Đôn, ngay khúc cua của con sông Đông Ba. Trên sông mình có người đang bùa lưới kiếm cá. Yeah. À, chúng ta đang đi từ phía sau của chợ Phú Bình đi ra. Đi trên đường thì nhiệt độ khoảng 25-26 độ C. 8 giờ sáng mọi người. Dự báo cho ngày hôm nay thì từ 24 cho đến 30 độ C thôi. Dạ, họ giảm đi 3-4 độ C rồi đó. Kết thúc đợt nắng nóng này. Rồi qua vài ngày có thể là tuần sau bắt đầu mới nắng trở lại. Ngày qua thật sự thì nắng khá là gắt, có 4-5 độ đó. Dạ. Đây, chúng ta đang về khu vực chợ Phú Bình, lên hướng ngược lên con sông Đông Ba. Nhiệt độ nó giảm xuống thì thấy bầu trời nó khác liền. Thường ngày là 8 giờ sáng đi là nắng chói chang rồi đó. Mà sáng nay qua 8 giờ thấy trời còn gọi là âm u. Yeah. Nắng đang còn trong mây. Cầu Thanh Long. Đưa nước vào sông Ngựa Hà đó mọi người. Qua cầu Thanh Long thì con đường này mang tên là Huỳnh Thúc Kháng, chạy thẳng lên Đông Ba luôn đấy. Dạ. Yeah.
đảo Duy Từ. Còn mình ngôi nhà lập sập nhà kiểu xưa, khu vực đường đảo Duy Từ. Có mê ngôi bằng bánh mì. Hàng rong ở Huế rất là nhiều, nhiều món, nhiều người đi. Yeah. Buổi sáng hiên hoa tại những tuyến đường thành phố Huế. Ngang qua đây thì nghe mùi nem chả tại cái lò luôn, người ta làm nem chả mọi người. Kết thúc đường đào Duy Từ. Đây là mái Thục Loan, chúng ta rẽ ra hướng Phan Đăng Lưu. Đó, những cái khu phố bậc nhất xứ Huế. Yeah. Gỗ xưa cũng là một bản làm măng đông đúc nhất của Huế, trong đó là có Phan Đăng Lưu. Yeah. Những ngôi nhà, mái nhà xưa này, và những cái gian hàng. Đi khu vực này thì nghe toàn mùi thơm của thuộc Nam, thuộc Bắc. Hồi xưa chắc nhiều thầy thuộc ở đây lắm, lương ý. Dạ, bây giờ còn nhiều cái cơ sở người ta sản xuất thuộc Nam á. Dạ, Bắc thuộc đó, Bắc Nam. Đây rất là thơm luôn. Còn ra khu vực này thì phố của hiện đại, gian hàng điện tử chằng chịt. Yeah. Thì nhìn những cái biển hiệu quán rôn người ta treo trên logo đó, nhìn giống như là khu phố tàu á. Yeah. Dây kín lắm, dây đặc. Yeah. Và lúc này thì nắng bắt đầu le lói lên đó. Thì những hình ảnh sáng nay ngày 7 tháng 4 năm 2023, em vui ngang qua hỗ trợ để bà con biết thêm Huế. Dạ, thời tiết ngày hôm nay có nhiệt độ có giảm đi nha mọi người. Nhiệt độ cho cả ngày hôm nay là từ 24 đến 30 độ C thôi. Dạ, nhẹ hơn những ngày trước. Dự báo thì đã kết thúc cái đợt nắng nóng vừa qua được vài ngày đó. Dạ, giảm được vài ngày. Và hy vọng bà con mọi người cũng biết thêm. Dạ. Cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của em vui cập nhật về Huế.
Dạ, em Huy xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xuôi theo mãi chiều Đông Ba.